Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin tiếp tục câu hỏi nha các bạn. Vậy là mình đã được mổ xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Đây là thịt mình sẽ dùng đây. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục tôm mỏ. Tên sẽ là mỏ xanh. Tôm mỏ xong chưa? Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin tiếp tục tôm mỏ nha các bạn. Xong, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Vậy tôi mở xong cho anh.